đôi 93, âm của đôi 93 nhé. Đấy. Âm của đôi 96B. Đôi 96A thì nó thổ đồng nhiều hơn. Còn 96B này thì nó có cái giọng lạ. Con mái của 96B nó là con chim hồng. Nhưng mà ra con thì thôi rồi luôn nhá. Rất hăng. Đấy. Đấy, kia. Đấy. 1-5 ra âm đồng thôi rồi luôn. Một linh chín và 108, 109 bên phải. Một linh chín là nó có lối, có gu trồng. Đấy, ra âm 109 này ra con rất ổn định luôn nhé. 109 ra con cực kỳ ổn định luôn. Một linh tám thì âm cũng rất là tốt. 108 lên là 109 này là 108 vừa nhặt trứng rồi. Còn 109 thì cho ấp thêm mấy ngày nữa xong thì hãng nhặt trứng, để cho nó nghỉ thêm một vài ngày nữa, không bắt nó đẻ màu quá nó cũng không tốt. Thường em để cho nó ấp khoảng tầm 5, 6, 7 ngày, 10 ngày đổ lại là trứng nó lộn rồi, đen trứng sáo rồi em cho ra máy ấp, sau đó em gửi vú nuôi sau. Thế như bây giờ nó đẻ xong cái các bạn nhặt, các bác nhặt đi luôn, là nhiều khi nứa sau nó đẻ xong nó lại đẻ, các bác nhặt đi luôn, dần dần nó sẽ cạn kiệt cái sức sinh sản của nó. Chúng ta khai thác vắt nhưng chúng ta phải vừa phải thôi, không nên cứ lạm dụng quá. Đấy, 96B. Đấy. Tất cả những cái video này mà các bác nào mà xem mà thấy cái con đực nó giọng hay của những cái đôi đang đẻ này thì có hai phương án. Một là các bác có thể hỏi em là mua cả đôi về sinh sản tiếp là như nào. Còn nếu bác nào thích lấy con đực không thì em cũng sẽ chia lại cho các bác. Nhưng mà tất nhiên là cái này là các bác phải thực sự kết, các bác gọi điện thẳng cho em nhé. Thì em không báo giá, tại vì cái này là theo cái chương trình là em, mục đích chính là em giới thiệu giọng bố mẹ. Đấy, đây con của nó đây. Đôi này thì em bán rồi, có một bác ở Thanh Hóa bác đặt tiền rồi, bác đặt hai đôi, sau đó là hôm nay bác lại đặt thêm một cái con giọng còi son nữa. Đấy. Thì như vậy là em cứ phải chạy đi chạy lại. Mai thì em sẽ lắp thêm một cái bóng điện vào đây nữa, với một cái quạt trần, bởi vì bóng điện đây nó đủ sáng để quay cho các bác cho nó rõ, quạt trần để cho mát. Đấy, đấy. Đấy. Số 108 là bên trái, 109 là bên phải. Đấy. 108 thì giọng nó thổ âm hơn. Woo!
bài của nó hay phết. Đấy. 408 bên trái, 409 bên phải. Rất là rõ ràng à, chim mái đang ấp ở dưới, chim đực nó gù nhau. Nếu mà nó không gù nhau này, nó căng nó hay đánh con mái. Nên là các bác nuôi chim sinh sản này, các bác để gần nhau này là con chim đực nó gù nhau là nó cũng sẽ xả căng. Đấy. Đôi khi các bác có mỗi một đôi thì nó gù mấy ai, đương nhiên nó chả đánh nhau. Nó căng quá đương nhiên nó phải bắt nạt vợ nó. Đấy. Hôm nay chiều nay quên đấy, chim mẹ mớm chim con này. Đấy. Lại chơi tiếp. Cái đôi 108 này em để giá là cả đôi là 4 triệu nhá. Là cam kết các bác là ấp đẻ nuôi con tốt. Đấy. Còn đôi 109 này là em cũng để giá 4 triệu. Đấy, đấy là giá cả đôi nhá. Còn nếu mà lấy con đực không thì nó sẽ bớt đi một chút thôi. Bởi vì con mái nó cũng không quan trọng bằng con đực. Đấy. Báo giá công khai cho anh em. Chơi đầy đủ bài đối, âm tốt. Đấy, quay ra gù gù vợ. Căng thôi nhưng mà con này nó vẫn có phôi, vẫn bình thường. Em nuôi có 40 phần vuông. Nối nhá. Thì em ghi đây này. Âm nối này, đấy. Nghĩa là có cả âm cả nối. Đấy, đôi khi là mình cứ thấy cái gì thì mình ghi nó vào cái cửa lồng ấy thôi. Tím này chơi lại. Em bông tím này là con khách, thả vào để cho nó tức nhau, cho nó gù. Nhớ 96B có giọng rất là lạ luôn. Còn ông 92 này thì thôi, là 92 này thì giọng cực kỳ sao số rồi. 92 này. Đấy. 92 này giọng sao số lắm, chết rồi. 92 chiều vừa thả con này vào cho nó trêu trêu tí mà nó đánh bục cả lưng, chảy máu cả lưng con chim này. Không bắt ra là chết, con này không bắt ra mai là tèo.
đỏ lòm mà. Đánh nhau ghê quá. May là bắt ra không tẹo rồi chết. Đấy. Hai ông này chơi tốt phết. Đấy. Đấy. Về phần âm thì cái thằng 108 này tốt hơn. Quay tối ngày 19 tháng 8. Đấy, con 96B kia nó chơi rất là con của nó đây. Mẹ bảo vệ con. Rất căng luôn. Ok, như vậy là em xin tạm kết thúc video tại đây. Như vậy là các bác cũng đã nắm bắt được cái đôi số 108 và 109 giọng như thế nào và cái đôi 96B giọng như thế nào. Đấy, và đây là số của em Thao. À, số của em Thao. Đấy. Các bác nào thích giọng gì, thích con bố của đôi nào hay là như thế nào, các bác cứ gọi cho em theo cái số 033 5305982. Nhà em là kênh là của em và chim là tại nhà, rất là cụ thể. Đấy. Đôi nào đấy rất là nhiều nha các bác nhá. Đấy.